Buick Envision S 2024 là mẫu xe SUV có thiết kế cá tính, cung cấp cho khách hàng hai tùy chọn về động cơ. Giá bán của nó từ 700 triệu đến 782 triệu cho 3 phiên bản. Buick Envision S 2024 được thiết kế dựa trên ý tưởng view ở design. Lưới tản nhiệt màu đen thể thao dạng lưới dệt 3D 3 chiều. Đèn chạy ban ngày thanh mảnh kết hợp cùng đèn pha LED hình cánh chim có thiết kế tách, rời. Điểm nhấn bên thân xe là những đường gân dập nổi. Kích thước thân xe đã được điều chỉnh một chút, chiều dài thân xe là 4.641mm, ngắn hơn so với con số 4.662mm của đời cũ, chiều rộng là 1.647mm so với 1.641mm. Chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 2.779mm. Cánh gió đuôi vịt tích hợp, tấm bảo vệ mạ điện và ống xả mạ chrome ở đuôi xe mang dáng vẻ thể thao. Phiên bản Black Premium Edition được trang bị gói thể thao màu đen bao gồm lưới tản nhiệt, mâm xe hợp kim nhôm 20 in, chắn bùn trước sau, ốp sườn xe, khung cửa sổ, gương chiếu hậu và mui xe hợp kim nhôm. Khoang cabin có thiết kế mỏng, nhẹ. Cụ màn hình iMac 30 in cong 6K. Ngoài ra, nội thất được bao phủ rộng rãi bằng chất liệu PVC mềm khi chạm vào. Ghế ngồi được bọc da molly nguyên hạt, tạo nên tổng thể không gian sang trọng. Núm điều khiển điện tử pha lê kết hợp họa tiết kim loại và họa tiết cắt kim cương. Đèn viền nội thất 121 màu. Ngoài ra, SUV này còn được trang bị công nghệ Buick Library Silent Technology, sử dụng công nghệ giảm tiếng ồn chủ động ANC, kính cách âm 2 lớp 5mm, và vật liệu cách âm cao cấp mang đến trải nghiệm cabin yên tĩnh, và thoải mái hơn. Envision S 2024 có hai tùy chọn về động cơ. Đầu tiên là động cơ Ecotech 4 xi lanh tăng áp dung tích 1.5 lít kết hợp với hệ thống hybrid nhẹ 48V. Công suất tối đa 211 mã lực, mô men xoắn cực đại 270Nm hộp số tự động 9 cấp, mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hỗn hợp là 7 ,2 lít cho 100 km. Kế đến là động cơ Ecotech 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít kết hợp với hệ thống hybrid nhẹ 48V, hộp số tự động 9 cấp, công suất tối đa 237 mã lực, mô men xoắn cực đại 350 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu toàn diện 7 ,3 lít cho 100 km. Buick Envision S 2024 được trang bị hệ thống lái hỗ trợ thông minh Air thế hệ mới với 10 chức năng hỗ trợ lái xe thông minh cấp độ L2. Trong đó phải kể tới các tính năng như hành trình thích ứng toàn tốc độ, hỗ trợ giữ làn đường, nhận dạng biển báo giao thông, hỗ trợ đỗ xe tự động thế hệ thứ ba, hình ảnh toàn cảnh 360 độ.